Được bốn cái. Dạ. Được bốn cái. Bốn cái giờ chắc còn phải được bốn hoặc ba cái rồi. Thử chưa nào? Cái cao hay cái nhỏ? Cái nào cũng được, quan trọng gì kéo lên là được. Nhưng mà bố cứ chọn đi. Hả? Bố chọn cho con. Cái gì? Bố chọn đi. Cao đi. Thấy như con kéo cái nhỏ đi, xong rồi bố lại bảo là bố lại chê con đấy. Một, hai, ba, thẳng chân. Được ba cái vẫn thua bố một cái. Cái này phải luyện nhiều, ngày nào cũng luyện thì cười được. Nhìn thấy bên kia hồ không? Có, thấy nhiều người. Dưới bên đấy là chỗ này là cái đền này, cái lối bậc xuống đấy họ đang làm cá này, bắt cá này để bán này. Bắt làm sao được? Họ kéo lưới, có nhìn thấy thùng xốp đấy không? À. Họ kéo lưới, buổi sáng họ có những cái thuyền nhỏ ấy, một hoặc hai người ngồi trên đấy, họ đi răng lưới một loạt này, họ kéo vào để bán, được chưa? Mấy con nhỏ thì cũng phải thả đi chứ. Hả? Mấy con nhỏ thì phải thả đi chứ. À tất nhiên con nhỏ thì họ thả đi. Nhưng mà họ mà đã kéo như thế thì họ cũng bắt hết, bán hết. Cái này là hồ của họ. Họ thuê mà. Tức họ họ thuê hồ để họ đấu thầu thuê này, hồ này. Nhưng họ trả tiền xong rồi họ nuôi cá thì họ tự bắt bán ăn, bán như kiểu người ta là kiểu không có tiền để mua hồ nên là thuê hồ để mình răng. Ừ, đương nhiên hồ này là mua ra được. Sinh. Vì hồ này là của nhà nước quản lý. Ở đây mới có một quán cà phê Daily Coffee. Quán rất là to, đẹp. Nhìn như quán bia ấy. Nhìn như quán bia. Chỗ này mà mở bia hơi có khi ngon hơn nhỉ. Đúng không? Vâng. Nhìn nó kiểu cổ ấy. Nhưng mà mở quán bia ở đây chắc là không hợp, không ổn. Họ đây toàn khu biệt thự. Quán bia ồn ào họ không cho mở. Đường mình dây ba ấy, trên này là cầu cạn nhé. Trên này đường, trên này là đúng rồi, gọi là đường mình dây ba, trên cao. Xong rồi nó sẽ đi về đường mình dây ba trên cao, nó sẽ đi chỗ này là cấm ô tô đi từ bên này đi lại nhưng mà họ vẫn đi. Đây cái nghĩa trang, nhìn thấy nghĩa trang kia. À. Đấy, đây. Con là đi câu cái gầm này này. Đấy, thấy chưa? Hiểu chưa? Đấy rồi, đây câu vượt cho đánh đam á. Câu ở đây đúng không? À, nhìn thấy nghĩa trang rõ ràng chưa? Trong này nghĩa trang này. Đây này. Xong rồi. Đường này nhá. Đường này cũng về được này. Riêng này ra quán bia Thu Hằng đi về này, chưa? Riêng này về gần hơn, riêng này về xa hơn này. Đảo ấy chưa? Xe đông chưa? Sáng sớm mà đông xe à? Trước là con đi đầu kia. Đảo đấy. Hồ sâu. Hồ này chắc là sâu đấy. Ngoài kia đảo, bên kia nhà mình. Đi chỗ kia chạm xe buýt đúng không? Chỗ kia là chạm xe buýt đúng không? Hả? Chỗ kia là chạm xe buýt đúng không? Đúng rồi, chạm xe buýt bên kia. Ừ.
đi trên hồ này thì mát, nhưng mà bây giờ mưa thôi chứ còn bình thường thì nó lại bụi. À, mình đi cái khu trong kia không bị bụi cả, khu ngoài này là hay bị bụi, ít người đi hơn. Nhưng mà ngoài này họ vẫn đi đông, chỗ ngoài này sầm uất vui. Điện bố không thích đi ngoài này, ngoài này nó bụi, trong khu biệt thự nó sẽ đỡ bụi. Đi ngoài này tiện đi uống bia luôn, đi bộ trong uống bia luôn. Xe rất là đông buổi sáng. Mấy đứa bạn con là đi được xe máy hết rồi nhỉ? Xe đạp điện. À, xe đạp điện. Có đứa thì đi xe máy điện. Con có đi được không? Có. Đã đi bao giờ chưa? Đi được rồi nhưng mà đấy, chưa quen. Xe đạp điện khó đi hết, xe máy điện thì khó đi. Vặn ga phát giật đùng đùng. Chỗ này mới nhiều cá này. Bây giờ chỉ cần thả cái dây cước. Cá đầy kìa. Thả cái dây cước kèm cái phao câu, kèm cái phao để câu. Ừ, xong rồi lên. Xong cái móc, xong rồi một mỏ bánh mì là lên được con. Này, cả một dãy đầy. Nhiều mà. Thế biết thế. Mình đi động phát nó lấy được nhiều. Biết thế mang đi. Mang đi câu hồ bắt chết. Con biết cây gì không? Nghe mùng tơi. Cũng phải. Dền, rau dền. Cũng phải luôn. Cây này cái gì? Họ trồng cho đẹp cái sao? Nó có dàn phun đàng hoàng nhé. Có cái đỏ, có cái xanh. Đỏ đỏ, đẹp, lá đẹp. Dọc chỗ này. Đây là quán bia Thu Hằng. Bố hay uống đây. Dạ. Yeah. Bên này có một quán là quán ven hồ quán này. Quán này hoành tráng nhỉ? Nhìn đẹp nhưng mà chả có khách. Toàn ngồi phòng kính. Cái này chắc là phòng điều hòa. Đúng rồi. Cái này kiểu nhà hàng thôi, ăn uống ở trong ngồi nhà hàng đó chứ. Đặt gia đình rồi được. Mùa hè này thằng Tôm hay đi đây sao? Ai? Tôm, nhà Tôm. Ra ăn chỗ này á? Cần ăn. Ăn chỗ này thì ngồi trên này đẹp nha. Nha. Ngồi trên này ngắm người đi bộ. Có. Nhìn như cái thủy cung đấy, bên hồ quán. Cái này phải hôm nào đặt ngồi bữa. Đặt trước. Dễ mà, từ đây mình ra mình bảo nó cho một bàn thế nó. Tưởng đến mùa này ngồi bên trong phòng điều hòa thì lại thiếu gì quán. Mà ngồi ở bên ngoài thì nó nóng. Chủ yếu thích ngồi bên ngoài. Trong phòng điều hòa nó bí với cả mùi. Trong này này có mấy cái sân tennis thấy chưa? Trong này đây này kìa, mình đúng không? Như là mình bắt đầu cái kia kìa. Sân tennis đây là quán cà phê đâu? Cái gì? Mình bắt đầu đi là từ chỗ kia hay sao? Mình đi qua chỗ kia hay sao? Đâu? Chỗ tennis đúng không? Không. Mình đi qua phía bên kia đường cơ mà. Mình đi qua phía bên kia đường. Mình đang đi một vòng sang đây cơ mà. Con nhớ là đi qua chỗ tennis rồi cơ. Không, tennis ở trong này. À, là hai cái khác nhau. Ở khác nhau. Ở đây là công viên Linh Đàm mà. Thấy chưa? Bể bơi cũng thích ở trong đấy. Họ chăm rau, rất nhiều rau kìa. Rau gì? Rau cải có này, rau muống có này. Rau lang có này, ngải cứu này, đủ kiểu cà này, nhiều loại lắm. Mình thấy rau lang hay rau ngót là câu cá cũng được cái sao? Rau dền này, rau lang là câu cá chấm, chấm đen, chấm đen, chấm cỏ, chấm cỏ, chấm đen thì nó ăn mồi ấy, chấm cỏ, chấm đen là chấm trắng ấy, vâng, chấm đen là nó to đúng không? Chấm đen thì nó chắc thịt hơn, nó cũng to, chấm cỏ nó cũng to. Con xem này, họ có cái thuyền chưa? Vâng. Thuyền này là để trông cá đấy, để bắt cá nữa. Họ có cái lưới họ xuống, họ dài một phát, họ thu cá bắt được, mơ cá. Hôm trước là thấy có chú bơm thuyền hơi ở chỗ này, còn đi
Thuyền hơi để ra không trộm. Ngoài kia bến xe buýt, bên này là đảo, trên kia là cầu đấy, mình đi một vòng từ trong kia thích ra rồi này. Thế nhưng mà chỉ được 3 cây thôi. Dừa. Đấy, trái có trái nào cả quả. Trái có cái trái nào? Trái có quả nào? Quả ở đây cũng cần cội quá đấy. Được 4 cái. Dạ? Được 4 cái. 4 cái giờ chắc còn phải được 4 hoặc 3 cái rồi chứ. Thử chưa nào. Cái cao hay cái nhỏ? Cái nào cũng được, quan trọng gì kéo lên là được. Nhưng mà bố cứ chọn đi. Hả? Bố chọn cho con. Cái gì? Bố chọn đi. Cao đi. Thế chứ con kéo cái nhỏ đi, xong rồi bố lại bảo là bố lại chê con đấy. Một, hai, ba, thẳng chân. Được 3 cái vẫn thua bố 1 cái. Cái này phải luyện nhiều. Ngày nào cũng luyện. Cười.